Thưa quý vị và các bạn, không thể làm giàu nhanh, nhưng mía là loại cây trồng xóa nghèo bền vững cho hàng trăm nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh từ khi có 3 nhà máy mía đường đi vào hoạt động. Niên vụ năm nay, giá mía nguyên liệu mà các nhà máy mua cho nông dân thấp thua so với năm ngoái là 10 giá. Trong khi đó, các loại chi phí cho cây nguyên liệu này vẫn tăng. Theo đó, tâm lý của nhiều hộ nông dân là ít đầu tư hoặc chuyển sang các loại cây trồng khác. Các nhà máy đường và địa phương cũng như người nông dân phải làm gì để giữ vững được vùng nguyên liệu mía, đảm bảo nguyên liệu cho ba nhà máy đường hoạt động? Chuyên mục mỗi tuần một vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này. Không chỉ trên đồi mà ngay trong vườn nhà cũng được người dân xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn đưa cây mía vào trồng. Từ hơn 10 năm nay, khi nhà máy đường Nghệ An Tết Đan Lai đi vào hoạt động, thì cây mía trở thành cây trồng chủ lực của hàng trăm nghìn hộ dân ở vùng Phủ Quỳ và các vùng phụ cận. Và cây mía đã thực sự trở thành cây trồng giúp nhiều nông dân thoát nghèo. Năm nay giá mía nhà máy thu mua thấp hơn so với năm ngoái là 10 giá. Điều này khiến cho nhiều nông dân trồng mía cảm thấy bị thiệt thòi. Năm 2013 đi thì giá quá rẻ so với lại mặt kiểu tiền giá thị trường đấy này. Thì cái công làm với công cày bừa phân tro thì không vừa giống cũng nó được ăn thua chứ nữa. Có lãi không ạ? Không, nó có chi nữa. Tính ra không có chi nữa. Giá mía hơi thấp thì nói chung là người dân làm ăn thua mà. Trừ bù trừ cả phân rồi công cán thì rồi là cả trước cả sau rồi phân tro nữa không ăn thua. Giá vật tư phân bón, công lao động đều tăng, nhưng giá mía mà các nhà máy thu mua cho nông dân lại rẻ hơn so với các năm trước. Niên vụ 2012-2013, giá mía là 900.000 đồng một tấn, thì niên vụ 2013-2014, giá chỉ còn 800.000 đồng một tấn. Qua tìm hiểu được biết, năm nay giá đường thế giới giảm so với các năm trước. Đặc biệt, thị trường đường trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà đường ngoại tràn lan qua đường tiểu ngạch tăng. Vì thế mà các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Đơn cử như nhà máy đường Sông Lam, nếu vào đầu vụ ép năm ngoái, giá đường tại nhà máy là 15.000 đồng 1 kg, thì năm nay chỉ còn 13.000 đồng 1 kg. Không những thế, hiện lượng đường còn lưu ở kho nhà máy còn trên 1.500 tấn. Năm nay thì thực ra cái chuyện toàn cụ về những người là trên đài báo chí cũng nói là do cái giá đường xuống quá thấp so với lại là giá đường của năm ngoái. Cái thứ hai nữa là cái việc tiêu thụ cũng rất khó khăn. Nhưng mà để đảm bảo vùng nguyên giữ được vùng nguyên liệu thì công ty vẫn là cố gắng là ép hết mía cho bà con. Và giá cả cũng trên cơ sở là chất lượng của là mía là múa theo thành phần đường. Thì cái giá bình quân là vẫn 800 và đầu vụ là công ty vẫn bù 15.000 đồng trên một tấn. Giá đường thấp nên các nhà máy mua mía nguyên liệu cho nông dân với giá thấp. Mía nguyên liệu cũng là một loại hàng hóa và đã là hàng hóa thì luôn phải chịu sự tác động của thị trường. Và như vậy, để có thể có lãi đối với nghề trồng mía nguyên liệu thì nông dân cần phải đầu tư chăm sóc cây mía tốt hơn và xem đây là cây hàng hóa. Ngay trên cùng một vùng, nhưng nhà đầu tư chăm sóc tốt, năng suất mía cao, nên dù giá mía xuống thấp, một số hộ dân vẫn có lãi và họ vẫn tiếp tục lấy cây mía làm cây trồng chủ lực. Trồng mía là hiệu quả nó hơn gấp mấy làm lạc với làm sắn, chủ yếu ở đất đây đất đồi sỏi mà chỉ có làm lạc một vụ còn một vụ bỏ hoang, còn làm sắn thì là cuộc sống hơn hẳn nhiều. Trên thực tế, người nông dân không muốn trồng mía cũng khó tìm được cây trồng khác có thể thay thế cây mía, nhất là khi diện tích mía trong toàn tỉnh hiện lên đến 26.000 ha. Tháng năm đi mà giá nhà đường nhà máy mà cao thì trồng, còn không thì nữa là làm cây ngắn ngày. Thế cây ngắn ngày thì mình trồng cái gì ạ? Thì cây lạc, thì cây cây rau, cây chi thu hoạch ngắn ngày mà lại được năng suất cao thì làm. Nhưng mà nếu mà không trồng mía thì chắc có làng phải đưa ngô vào cho không có cách nào hơn. Cho mà giữa hai cái đó thì nói chung mà nếu như mà có một cái nghiên cứu để mà coi như làm cái kinh tế mà có cái hiệu quả thì chắc có lẽ cũng phải chuyển đổi có một cái gì đó nó ngoài cái ngô và ngoài cái mía. Phải khẳng định lại rằng mía là cây trồng hàng hóa đã có đầu ra ổn định và là cây trồng giúp hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo. Và như thế, việc bỏ cây mía trong ngày 1, ngày 2 là điều không nên làm.
Vì thế cho nên cây mía vẫn phải được duy trì khi mà ba nhà máy đường vẫn đang hoạt động và cần có nguyên liệu để vận hành. Bài toán đặt ra đó là làm thế nào để nông dân có thể có lãi với cây mía. Để mà đảm bảo ổn định cái diện tích mía, thì ngành nông nghiệp và tổ chức xây dựng các cái mô hình, đặc biệt là mỗi năm mở hàng trăm lớp tập huấn để tuyên truyền cho bà con nắm rõ, hiểu rõ để mà làm thế nào đó mà trên một diện tích đất cây, trên một diện tích phải có một cái hiệu quả thu nhập đối với cây mía là cao nhất. Thì hiện nay thì ở các cái xã như các đồng chí đã thấy, thì đối với cây mía, mặc dù là cái giá năm nay có thấp hơn năm ngoái, nhưng một số cái loại giống mía mà có đưa cái năng suất cao và cái chất lượng tốt, đặc biệt là cái độ đường cao, thì giá mía nó không thấp. Theo cái quy hoạch của tỉnh thì khoảng 30.000 hectare mía đảm bảo cho 3 nhà máy hoạt động, thì chúng tôi thấy cần phải tiếp tục đầu tư để mà thực hiện quy hoạch này với các cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là giữ vững ổn định cái quy hoạch, không chuyển đổi cái diện tích này sang cái khác. Thứ hai là phải đầu tư thâm canh, từ khâu giống đến đầu tư chăm sóc, để mà tạo ra và phòng trừ sâu bệnh nữa, để tạo ra một cái năng suất mía cao trên 60 tấn hectare ta. Thì như thế thì hiệu quả cái mía nó lên và người ta sẽ giữ được diện tích. Qua niên vụ mía 2013 cho thấy, người trồng mía cần nhìn nhận mía là một loại cây trồng hàng hóa và phải gắn với các nhà máy đường. Và để cây trồng này không chịu nhiều sự tác động của thị trường, thì cách duy nhất đó là tập trung đầu tư chăm sóc, tăng năng suất sản lượng. Đối với các nhà máy đường, cũng cần có sự chia sẻ khó khăn với nông dân để mối liên kết này phát triển một cách bền vững.